Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Ý lộn. Vậy mới đúng. Bữa nay mình sẽ cùng nhau đi bắt ốc lá nha. Mời các bạn cùng đi bắt ốc lá chung với mình cho vui. Giờ đi bắt ốc nè. Bắt ốc thì bạn thấy lội. Có con ốc len thì chị bắt không? Ôi ôi. Ốc nhóc luôn chị Hỷ ơi. Ừ. Ốc lá không à. Ấy da ấy da. Ôi coi nè, chị coi nè. Tại sao á khi bằng ốc lá là tại vì mấy cái con ốc này nó đu bụp lá. Nè. Đó. Nhóc luôn. Trời ơi. Mấy con ốc dưới này nó bự bự luôn. Ôi chị Hỷ đây có hai con này chị thấy không? Ừ thấy. Giờ làm y như nút áo chứ gì. Y chang như nút áo. Ô, ở trong đây có một con ốc nè. Nè, chị thấy con này không? Con này là con ốc gạo. Ở dưới quê mình kêu bằng con ốc gạo nè. Nằm trong bụp lá nè. Thấy rồi. Rồi. Tiêu rồi. Rồi. Mất tiêu con ốc. Buồn đúng một giây. Hy vọng là chút nữa bắt thêm con ốc khác. Ô đây nè, đây nữa nè. Ôi trong đây hai con luôn. Nè, chị Hỷ. Nè, ừ, chắc mình lấy dao theo đó Khánh ơi. Khoan, đợi chị. Khoan, khoan. Chị, giờ em tét cái này ra nè. Nè, khoan. Nè, chị thấy nó không? Ừ, giờ đi. Giờ. Giờ em tét cái bụp lá này ra mới được. Em lấy cái giò em thọt vào vô. Em té nha. Ui trong đây được ba con luôn. Chị coi nè. Ừ. Ốc này á dễ bắt lắm. Như đợi nước lớn thì dễ bắt lắm chưa? Thấy rồi. Đâu? Đây nè. Thấy không? Thấy ba con không? Thấy. Đó. Rồi giờ em bắt nó nha. Thọt tay vô. Ôi ôi, không phải ba con. Bốn con hả vậy? Bốn năm con lận. Có hai con ốc nhỏ tầm không kìa. Ừ. Thấy không? Ừ, nó đeo nè. Thôi, vậy em bắt nó nha. Chị, mẹ mượn cái giò em thọt vô đi. Thôi bắt rồi kẹt cái giò đóng, để cái giò đóng luôn đi. Ai con ốc này là con ốc gạo. À, con ốc này béo lắm. Béo dữ lắm béo. À, bắt con dưới tước đen hồi nó gớt con dưới nha. Từ từ. Đây. Ê. Béo dữ lắm nha. Rồi, được rồi. Đây. Rồi. Rớt con ở dưới rồi. Rớt con này để em lắm. Ồ, ấy da. Đâu rồi, lắm chưa? Bỏ đi, con đó nhỏ xíu à. Bỏ cũng được đó, kệ nó, tha cho nó đi. Bữa sau mình ăn nó tiếp. Bắt á, một con không ngờ bắt luôn nguyên ổ. Vậy là nó nằm ở trong mấy bụp lá bự bự á Khánh ơi. Đúng rồi. Cái con ốc gạo này nè, nó khoái nằm trứng giữa hai cái kẹt bụp lá. Nó khoái vậy á. Nước lớn nó mới bò lên. Còn nước rồng là nó chui vô nó tốn à. Đúng rồi. Ê, đây con nữa Khánh này sao mà lại bắt được Khánh. Đâu? Nó trong cái kẹt nữa kìa. Đâu? Đây, đây nè. Thấy không? Thôi ơi, sao bắt được. Chị hột cái giò chị vô đi. Ê nè, đây có con này chị cầm đi. Em kéo này ra. Ê, bắt được cái nè. Kéo cái lá ra. Đây. mới đi ra chút. Đây đó nè, em phát hiện đây đó nè. Chỉ có nè. Ba con. Ba con. Một con. Hai con, ba con. Nó khói nào ở trong mấy cái kẹt bụp lá gì nè. Đã ghê chưa? Mấy ốc này ăn mới ngon nè. Giờ em lội xuống đây. Em thấy chỗ này có nhóc ốc luôn nè. Đã ghê chưa? Nè. Ừ. Ốc này ốc lá. Chứ không phải ốc gạo. Đã hay chưa? Rồi. Đây. Dạ. Đây nè Khánh ơi. Đây nè chị banh này. Chị cần bắt. Hả?
kéo cái lá ra cho con bắt. Đây. Cái lá à hả? Ừ. Đâu? Ừ. Hai con luôn phải không? Ừ. Ba con luôn. Ơ, ba con ốc gạo. Đã nghe chưa? Thôi ốc này mới đã là thôi ăn. Chị ăn ốc đó nha. Ai ốc nào? Cưng ốc nào? Chị ăn ốc này, chị ăn vỏ đi luôn được chưa? Ôi, ăn vỏ không được. Chắc sắm mấy xài sừng tố quá. Chị cầm mấy em banh ở đó đi, em banh đi cho được không? Giờ em banh cái lá ra nha. Tét này, tét cái lá là tét nổi không? Được rồi ui da, kẹt tay. Kiếm tiếp chị Thủy ơi. Bụi lá ra coi có không? Không. Bụi này không có rồi. Mấy ngốc này đúng là nó khoái nằm xuống giữa mấy cái bụi lá. Mình lội vậy người ta tưởng rồi. Hơi ăn tộm nào lội quăng mương của người ta. Dễ bắt nha. Dễ bắt. Em bắt nó nữa nha. Ừ. Em banh nó ra. Muốn bắt con ốc mình phải banh cái cây lá ra mình mới bắt được. Trời ơi, hình như đập lá nào cũng khó hết trơn á. Đi đến này nghe. Nè. Làm gì đây, nước sâu quá nó không ở đây, nó ở là ở cặp bờ. Kéo ra để chị kéo ra. Mút ở dưới là không kéo được, gặp lá bự lắm. Này hả? Ừ, có không? Ở đó hả? Thì đó cưng kéo chị kéo không nổi nè. Qua bên kia không? Qua bên kia đi. Bây giờ mình với chị Thủy tính là đang ở bờ bên đây nè. Tính qua bên bờ bên đó thì mắc cái mương. Bắt đi, thò tay vô bắt cho kẹp chơi. Cầm lá hả? Sao? Ơi. Cây cầu của ai ghét rồi nè. Không phải, người ta sợ xuồng đi ngang không được, ta mới ghét lên. Có bậy không à? Thôi vậy chị bỏ xuống. Chị bỏ xuống đi. Cầu được không? Được. Ngày nào không đi cầu. Có không? Có không? Nó nó. Học chưa? Bên ra mới thấy hả? Thọt cái giò vô,
hợp có không? Điện giật, điện giật. Điện giật mà còn la được là hay lắm rồi đó. Chứ thầy dây điện này thật ra nó không có điện. Ô chị ơi, đây có này chị ơi. Ô đây có hai con luôn. Nè hai vợ chồng con ốc nó đang, nó đang trâu cái mỏ lại. Không biết làm gì thì mình không biết, mình thấy như vậy. Bắt cái vậy. Thật ra vô. Giờ vô coi. Được không? Mình đi ốc, mình đi bắt ốc bận này thì nước nó cạn, cạn queo luôn. Cái này không phải đi bắt ốc đâu chị, thấy này kia bằng đi lượm ốc á, đi lượm ốc. Có bập bự với có hả? Bập bự qua bên kia mới có, qua bên đất Úc á. Ừ đi. Đi, đi qua cầu. Hai loại gạch. Có cầu đó. Đi đi tứ vậy. Rất là đẹp luôn. Bữa nay nắng muốn cháy da. Bự bự ra đó con. Trời ơi ba con luôn mà bắt không được. Trời ơi. Ồ đây nè. Banh cái bự ra. Ồ nó bò lên tới ngoài này luôn. À. Kéo kéo bự 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 ra. Không, bập này giờ thế em về em lấy cưa máy em ra em cưa cũng được. Cái này nè, ba con nằm trong đây luôn mà khó quá. Con này bự nè. À, nước lớn đường đường chảy vô hay gì á. À, phải không? Chưa. Chưa. Có con này bự lắm nè. Cái gì không? Con người. Trồng lá. Trồng lá. Trời ơi. Đi, đi qua cầu. Con đó bắt không được. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre. Thì mình cái xài hát tầm bay. Bây giờ có cây nào mà cây xài hát được cây xài không? Hả? Thì mấy nhịp cây gì? Mấy nhịp cầu xài. Đường hát có đến à. Hồi nãy có chị Hai mà quên rủ chị Hai phụ bắt ốc. Hay định. Hồi nào? Bả đi chung chị nè. Ừ. Em tưởng là gì chị Hai với nhà nó đi đâu thôi. Rủ bả đi à. Nè nè, cẩm thôi. Bắt rồi muốn sai gì sai ha. Em lội chị đứng bên bờ sung sướng rồi còn la nữa. Sung sướng biết quen à. Kiếm đi, kiếm bắt thì không đủ ăn, quýnh cho mà coi. Thì bắt quá em ăn chị nhịn. Chui vô đâu hả? Đây. Đây là đâu? Vô cái tầng này. Được, chui tới không? Chui 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 vừa không? Chui đóng luôn á. Chui được cái đầu á. Có không chị Hỷ? Chị mà chị chui vô đó được em kêu chị bằng thầy mà chị phải đưa cái đít ra ngoài nha, cái đầu vô tao thôi. Ừ. Này đi lượm ốc chứ không đi bắt ốc chị Hỷ ơi. Nãy giờ được nhiêu rồi? Như đây chưa mà ai ăn ai nhịn.
Ừ, chị ăn em nhịn. Em lễ cho. Gì vậy? Gì chị thấy? Sình sao kêu được chị thấy? Có không? Có không? Chị đây Út, đất này là của Út nhà mình. Thì đây là cái cây gì em không biết, nhưng mà nhìn dưới gốc không biết nha, nhìn lên tên kìa. Chị biết cây này cây gì không? Cái tái cây này nè, nó như cái nôm, nôm mà chụp cá biết không? Vậy hả? Ừ đó. Có không? Nó có chi chi ra đi, chi cái nôm luôn á. Vậy hả? Không. Rồi chị phóng ra thì hái đi. Phóng một bài ra đó luôn. Ờ, nó giống như cái nôm thiệt chứ. Rồi, bỏ cái thao dưới đây. Nói bà chặn lửa. Bà sửa cầu tiêu. Chữ gì nữa quên này? Ba dây thiều. Đứt dây thiều, lọt cầu tiêu. Uống nước cất. Đúng rồi, cái câu này hồi nhỏ hay nói nè. Bà chặn lửa, sửa cầu tiêu. Chữ gì nữa? Đứt dây thiều, lọt cầu tiêu. Mà cái này chơi sao? Cái này có chơi nè. Chơi sao? Chỉ phải không? Hả? Chơi chỉ phải không? Chỉ gì à? Rồi em biết rồi. Em biết chơi cái đó làm sao rồi. Chút nữa về nhà em chơi chỉ cho chị chơi. Em nhớ rồi. Giờ đi kiếm bắt ốc tiếp. Ốc á, sau khi mà mình bắt về rồi cái mình ngâm nó qua một đêm cho nó nhả đất ra, xong rồi cái mình rửa lại sạch sẽ nè, được nhiêu đây đó, đủ thứ ốc luôn, ốc lá, ốc len, ốc gạo. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mặn thịt nó nha. Cái này là me nè. Me hôm bữa mình với chị Thủy leo lên cây me rồi mình dưới này mình hứng á. Đó, me này nè. Rồi nãy mình lấy ra, mình ngâm với nước. Mình ngâm với nước, mình dầm ra. Sau bây giờ mình bắt lên bếp. Đó. Mình bắt lên bếp, mình định cho nó hồi nó kẹo lại nè. Để nó ra cái nước me. Bây giờ mình chuẩn bị xào ốc, xào me. Ốc xào me chứ không phải xào ốc xào me đâu. Rồi Khánh bỏ muối với đường đi Khánh. Rồi bỏ vô được vậy đó. Giờ em bỏ đường. Rồi bỏ muối. Chậm một hồi chừng nào mà nó tan cái hột me nó giả cái chất chua ra rồi nó kẹo kẹo lại, rồi mình nêm nếm lại lần nữa nếu mà vừa ăn á. Rồi á thì mình để ốc vô mình xào. Rồi đường với muối vừa ăn rồi me nó cũng tan ra rồi giờ nó sạch nó kẹo kẹo lại rồi nè. Đó, nó sôi nó sạch nè, thì giờ á em để ốc vô. Còn dính những con kìa, còn con. Còn con mẹ này thiệt chứ. Khó đeo cái gỗ à. Rồi, giờ em chụm cho thiệt là lửa lớn lên. Chụm cho nó chín mấy con ốc. Nước me nó kẹo lại thơm nè. Thank you.
nào mình thử thử coi. Xào xào bỏ hột màu, mắm vô đi. Quên lấy chị nước màu rồi. Cái bếp không có nhà, phải có nhà mình lấy chai nước màu bá rồi. Không, ra ngoài xem bếp chai nhớt mới. Rồi, nước ốc sạch lên nè. Nước ốc hay nước me này, không biết nữa nha. Rồi, chuẩn bị nước ra. Cái món này dễ làm dữ lắm, không có khó đâu. Dễ lắm mà. Vừa ngon vừa ngon, không bổ. Ngán nữa. Ngon, bổ, rẻ, dễ. Tiện lợi bốn đường. Mà được nhiều người ăn lắm, ghê chứ. Thấy không? Hay nhiều người ăn cũng được á, 50 người ăn cũng được. Rồi nhắc xuống. Hay nha. Cái dĩa này đựng đủ đủ không? Ốc nghe len keng len keng. Đây là ốc lá xào me. Rồi mời tất cả các bạn nha. Đây, ốc này thì mình chấm với muối tiêu. Mình dắt tắt vô. Rồi người cây tâm nè. Chị Phương, ăn gì chị Phương? Rồi, nè con. Có rồi hả? Chị tâm mới cánh tay. Ăn thử ngon chị? Rồi để chị thử đây nha. Hả? Xíu. Này nha. Có chứ từ nào có chứ không biết ăn. Này sắm nào ăn chắc ngon lắm mà. Con biết lẽ không? Đây là cháu ngoại của chị Phương Nghi. Đây, cho chị ăn thôi. Từ nào giờ 50 mấy tuổi từ mới thấy ăn được món này. Núp núp cái vỏ hả chị Phương? Làm sao? Núp cái vỏ hả? Trời ơi, nó chua vừa ngọt. Đã không? Thấy sao? Ngon. Ngon. Ngon, nghe nó ngon vậy. Làm tợi nhiêu me nhiêu ốc rồi ốc này bắt hồi nào vậy? Bắt hôm qua. Rồi bắt hôm qua nè. Rồi me mình làm sao? Me mình chế nước vô mình quậy ra cho tan me ra, cái bỏ miếng xíu muối. Đường theo do người ăn ngọt hà chua gì đó tùy theo. Này ngon quá rồi. Uống thử nè. Ốc này ở quê mình nè. Biết rồi nhưng mà từ nào vậy đâu có biết, nhưng mà ăn vậy chị đâu. Mới ăn con đầu tiên nè. Ai chị Phương ăn thử coi. Bỏ mài ra nha, đừng ăn mài nha. Tính nuốt luôn nó rồi nhả ra đi. Có mài nhỏ nè. Béo không? Ngon ha. Cái gì vậy, mỡ ra nước cốt hả? Mỡ nước cốt gì, nước me chứ nước có me. Thấm mà vậy hả? Sệt lấy. Đây. Ăn phải nút cái. Đây là con ốc lá nè. Đó. Thì cái mu nó giống như cái mu của con rùa. Thấy không chị Phương? Nó toàn giống như mu của con rùa nè. Là con ốc lá. Giờ mình trước khi mình ăn mà xào me thì mình phải nút một cái. Hay quá à, đâu mà bắt có hay chứ. Ơi ơi, chìm một lá. Chìm một lá muốn tét. Không chừng không? Tét không chừng. Thọt cái chân vô rồi kéo cái tay kéo bập lá ra bắt con ốc. Thấy con ốc này nè chứ ít có ốc lá. Đây đây là cái ruột của nó nè. Nó tuy là cái con ốc này nó không có bự bằng con ốc mỡ hay là con ốc khác. Nó bự nhất thì nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà mình ăn vô nó cũng dai. Cũng giòn. Ăn được không? Còn cái đặc biệt cái ăn là con ốc này. Đó, con ốc này là con ốc gạo nè. Ở dưới quê mình kêu bằng ốc gạo. Thì nó khác cái con ốc hồi nãy đó, là cái nó có cái hình dáng giống như là con ốc bu. Cái hình của nó y chang như con ốc bu luôn. Sọc 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 sọc. Nhưng mà nó có sọc.
nó có sọc trắng với sọc sọc đen, sọc vàng, sọc đen, sọc vàng. Đó. Thì giờ mình núp nó cái. Núp nó cái. Con ốc này nó ở tao có kẹt lá không à, chứ nó không có bò ra ngoài. Đúng rồi, con này nè, là nó nè. Nó làm em muốn tét cái giò là con này nè. Kiếm ngọt đó. Ngắm này nè. Đó, thì bây giờ ăn thử cái con này nha. Để em chấm với muối tiêu chanh. Đây. Ôm nha. Múc về thì kêu múc lên coi. Rửa chén cọc cọc quá. Con ốc gạo nó béo. Béo hả? Ốc gạo nó béo hay sợ chị Hương. Nhỏ quá ta. Hai con ốc, một loại ốc lá, một loại ốc gạo, nhưng mà chị Phương con à... ốc gạo á nó béo. Chị Phương chị... mà ốc thì mới đi cắt cỏ về rồi mà ốc lên phụ ăn với mình. Mỗi năm thì nãy giờ mới vừa tắm xong chạy qua phụ ăn luôn. Me hay vậy? Dạ. Me. Mới ăn đầu tiên nha. Thấy sao? Mới ăn đầu tiên em mới ốc, mới ăn ốc này. Ngon không? Thế nào? Ngon. Ốc mè ốc lá nè. Con làm đó. Ốc lá hả? Theo quá hà. Để làm gì cũng theo. Trời ơi, nay tổ nghề vậy ha. Nghề nó lâu rồi, chỉ nói gì. Không hai, nay mới hai. Gần khác bên. Sao mới gần mà không có giới thiệu bữa nay. Bữa nào cũng giới thiệu hả? Bữa nào phải teo bạn. Clip kia mình nấu chưa? Này nấu hải sản. Đây có chị Thủy nấu hải sản. Hải sản tươi sống thành lâm lần đó. Ăn thấy lúc cái này thơm ngọt ngọt. Cái con ốc này nó không có bự hết mốt. Nó nhỏ xíu nhỏ mà. Nó nhỏ không có bự nữa. Bé hơn năm. Nhưng mà ở tại thành phố người ta bán ốc này dữ lắm á mốt. Rồi quất ly đi. Cái thùng 20 lít bữa hổm đâu rồi? Đó rồi. Mới làm hôm hết. Út dứt mới mua hồi nãy mà. Mới mua, còn thùng đâu ta. Điện nó làm thiệt nha. Hát rồi mới. Sao càng dữ vậy hả? Nãy làm chập nữa hả mà Út? Làm chập nữa. Vô rớt hả? Hơn 12 lít á. Ít. Biết mua mấy lít thì tháng mấy lít thì được. Hôm qua Út xỉn không? Thôi kè vô. Đi mình không được hả? Đi gì đó. Đi không dẫn đâu hết xỉn rồi. Còn cái đồng nữa thì xỉn. Hết xỉn còn cậu Năm không có nhậu không mà Năm? Cứ qua đây đều nhậu. Cậu Năm đâu có qua. Cậu Năm chỉ lấp ló phải giờ, thấy giờ là cậu Mận Năm đang làm gì? Ủa, bà Phương đâu? Bà Phương đi rồi. Mẹ má hối bắt kêu. Đây, đây là cái hộp me. Thì nãy mình làm á, cái hộp me còn nguyên hà. Đây là cái hộp me. Giờ mình phải ngậm đi. Chua chua. Ngọt ngọt, mặn mặn. Thích giờ có kiểu đó. Thích đi được, nó bằng cầm thầy đầu, nó đóng thấm. Mà tối ha, mỡ nành với mỡ út ngủ không được đó hả? Không, mỡ thơm ngủ không được luôn hả? Nghe đụng này ngủ không có được. Nó thích rồi, ngủ khó ngủ. Con ốc này nè mình ăn á để ăn chơi thôi chứ không phải là ăn no. À mình ăn để mình biết cái con ốc nó ra làm sao. Chứ con này mà muốn ăn no là phải nhai nó nguyên cái vỏ. Lấy mấy lấy mấy tiền tô xài ra. Này phải ép lấy nước rồi mà ốc ơi. Đừng nhai à, nó cổ. Nó cổ. Mà ốc cực thiệt. Phải hay chung vô ngọt ngọt à. Nước làm ăn nữa đi. Dạ. Thấy khoái vậy nè. Con cũng thèm dữ lắm rồi nãy giờ luôn á. Mà con ăn ốc không được. Mà ăn thử con thấy ngon lắm. Ủa lý do nào mà nó không mở mai? Dạ. Lý do nào mà nó không mở mai? Không, con này đâu. Cái lỗi nó làm vậy. Con này không có mở mai. Cái mai nó cứng nó không có mở được. Nó dính đâu rồi. Ừ. Bà thắc mắc cái vụ này hồi nào thì chưa ăn chưa biết. Con cũng thèm lắm mà con không có ăn được con ốc. Ăn được hả? Không. Thì giờ không con à? Con ốc hồi đó giờ con không ăn, con ốc con cua đâu con không ăn. Ốc đắng ăn không? Không luôn. Chú già ăn không? Hả? Chú già ăn không? Cái gì? Chú già. Chú già. Chú già phải ăn. Ăn. Ăn rồi không ăn hả? Chú già thì nó nói gì rồi. Lên chú già đâu có ngày nào không ăn. Nó chạy. Hả? Sao ngáo?
Quảng quá. Sao vậy? Thôi à, không có nói à. Cái này là ăn chú thiệt chứ không có chú dạ. Thì nói chú dạ hay anh nói chú vậy? Chú sim. Đây, à, con này cũng là con ốc gạo nữa nè. Nhưng mà lạ có một cái là con toàn thân nó màu vàng. À, màu vàng toàn thân luôn. Hả à, trời ơi. Hồi nãy con hồi nãy thì có bông là bông trắng bông vàng, còn con này vàng không? Nào? Sợ con ơi. Mình ăn con này thử cho nó ra làm sao nha. Ốc gạo hả? Dạ, ốc gạo luôn. Ông nhìn thấy con đỉnh hả? Đó, ngồi đây chứ không. Nè, chị ba có lại. Chị Thủy á. Ở sùa hát ba hai bản. Con này nó cũng béo dễ sợ luôn á. Chắc chồng hay bà em khoái ăn ốc gạo đem nữa, ốc gạo mang. Chị Thủy á thì chỉ bị bệnh thận á, cho nên chị không ăn ốc được. Cho nên nói gì chị chảy nước miếng gầm gầm, chỉ có chỉ lấy hột me chỉ ngậm không. Ngậm hột me. Béo thiệt, ốc gạo nó béo thiệt. Mốt ăn thử đi. Đúng rồi. Nó béo ghê á. Phải thử chị. Ở đường ngậm ốc lá cái chị chỉ con ốc nó ngon, các bạn nhả con ốc luôn á. Đường. Nhả thử con ốc ngon. Còn con ốc này là con ốc lá. Ốc này là ốc đường. Mở kia mận ốc đường. Sao ốc đường mà Lâm? Ai biết mở nghe người ta nói gì. Đúng ngoài đường hay gì? Không phải. Nghe người ta gọi vậy mình bắt chước người theo. Hả? Ôi thảo hảo hổ ơi. Ôi bỏ con. Trời ơi cái đầu vừa nó chết. Đấy ngồi nó thích lấy vô. Cá nhau không à. Sao mẹ thích kia bằng ốc gạo á mà nè. À, bởi mọi người ốc kia bằng ốc gì? Không biết ốc gì. Mọi người kêu cách khác nhau.